Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình bằng kim loại rìu Stormbreaker cho mọi người xem nha. Mong mọi người ủng hộ kênh mình ạ. Chúc mọi người xem clip thư giãn và một ngày vui vẻ. Với những ai đã thưởng thức siêu phẩm Avenger Infinity War, chắc hẳn không còn xa lạ với cây rìu Stormbreaker, món đồ chơi mới của Thor. Thực ra trong truyện tranh, búa này thuộc về Beta Ray-Bin. Rìu thần siêu mạnh này thực chất sở hữu những tính năng ưu việt gì thế? Stormbreaker được chế tạo bởi Eitri, một người luồn xứ Nidia Vrllir và được Odin ém bùa. Khi Beta Ray Bill vô tình cầm được Mjolnir và có được sức mạnh của một thần sấm, thì Odin đã tổ chức một trận đấu giữa Bill và Thor, mục đích là tìm người thực sự xứng đáng với Mjolnir. Bill đã đánh bại được Thor, nhưng anh từ chối lấy mạng Thor nên Odin đã tặng Stormbreaker cho Bill như là một phần thưởng chiến thắng. Chỉ có Beta Ray Bill mới có thể nâng được Stormbreaker, hoặc là một người khác đủ xứng đáng với cây búa. Cho đến nay thì có 3 người có thể nâng được Stormbreaker: Bill, Thor và bố già Odin. Trong một khoảng thời gian, Stormbreaker và Beta Ray Bill đã có được sức mạnh Cosmic Power của Silver Surfer. Điều này là để cứu lấy mạng sống của chính Bill. Cây búa có sự thay đổi vẻ ngoài khi chuyển thành dạng lưỡi rìu và có một cái lỗ ở chính giữa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó thì cả Bill lẫn Stormbreaker đã trở về dạng ban đầu. Khi Bill bị bắt giữ bởi bọn Ekran, chúng đã tách Stormbreaker ra làm hai phần, sử dụng phần lưỡi rìu để đi giết các vị thần Asgard. Cách mà bọn Ekran phá vỡ được bùa xứng đáng ếm trên cây búa vẫn còn là một bí ẩn. Tụi Ekran đã ném cây búa xuống trái đất không phá hủy nó, nhưng Thor đã bắt được trước khi nó va chạm xuống mặt đất. Thor đã trả lại Stormbreaker cho người chủ nhân thực sự của nó. Về căn bản thì Stormbreaker khá giống với lại làm Mjolnir, đều được làm từ kim loại ưu siêu bền và gần như là không thể bị phá hủy. Bùa xứng đáng, mặc dù không có bằng chứng cho việc này, nhưng người ta tin rằng Stormbreaker cũng chỉ có thể được nâng lên bởi những người nào xứng đáng với nó, giống như Mjolnir. Khi mà nhóm Thor cấp lần đầu tiên tập hợp thì Eric Masterson, Thunderstrike hay là Thor phiên bản 2 cầm được Stormbreaker để đánh nhau với Loki. Khả năng triệu hồi, khi ném cây búa đi, Bill cũng có thể triệu hồi nó về tay của mình. Bằng cách đập cây búa xuống đất, Bill có thể biến thành nhân dạng người thường của anh là Simon Winters. Đập tay thêm một lần nữa, Bill trở lại dạng chiến binh và cây búa tự động xuất hiện ở tay của anh. Cảm ứng với các nguồn năng lượng, Stormbreaker có thể nhận ra được nhiều nguồn năng lượng khác nhau, đặc biệt là những năng lượng tà ác. Tạo cổng không gian, khi được xoay tròn, Stormbreaker có thể tạo ra một cổng kết nối đến bất kỳ chiều không gian nào như Asgard chẳng hạn. Khả năng bay, khi ném cây búa đi và nắm vào dây quai của nó thì Bill có thể bay lượn được. Khả năng bảo vệ, cây búa tạo ra một màn bảo vệ vô hình cho Bill, giúp anh sống được ở những môi trường khí hậu khắc nghiệt, bao gồm cả thiếu oxy. Là một cây búa nên Stormbreaker có thể được sử dụng như một vũ khí cận chiến hay để ném đi. Nó có các tính năng y hệt Mjolnir như hấp thụ, tăng cường và trả lại bất cứ đòn tấn công nào. Khi dòng Stormbreaker xuống mặt đất thì nó tạo ra động đất, khi xoay vòng thì nó tạo ra cả lốc xoáy. Ngoài ra thì Thor ở vũ trụ Ultimate cũng sử dụng một cây búa Power Battery Hammer, có hình dạng khá giống với Stormbreaker. Nó là một cây búa do chính người trái đất chế tạo ra và chạy bằng năng lượng điện, hết thì sạc lại. Thank you.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.